Chào cả nhà đã quay trở lại kênh YouTube của Công Tôn, cập nhật tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng của BKMX Trấn Thành Bình Phước. Hiện tại, chủ đầu tư BKMX đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng dãy nhà phố thương mại BKMX 1 trệt 2 lầu và cơ sở hạ tầng ở đây đường đã làm vỉa hè, chuẩn bị đổ nhựa. Ngày hôm nay, công ty bất động sản Centerland vừa cập nhật được hai lô liền kề nằm đối diện với dãy nhà phố thương mại BKMX 1 trệt 2 lầu. Mặt tiền đường thông dài đâm thẳng xuống khu công nghiệp BKMX hơn 2.000 hecta và trường cao đẳng Bình Phước với diện tích 5x30, thổ cư 100%, xây dựng tự do 1-6 tầng, mua bán giao dịch công chứng. Hãy liên hệ ngay cho Tôn để sở hữu những vị trí đẹp, an cư, đầu tư an toàn và hiệu quả, và hãy đăng ký kênh để theo dõi để có những video mới nhất sớm nhất tại BKMX Trấn Thành. Tôn xin chào và cảm ơn cả nhà.